Xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay bốn em bò VIP đã về với chủ mới ở Thuận Bắc, Ninh Thuận. Đây là anh chủ đẹp trai phong độ. Đấy. Anh đã xem video và thấy bốn con bò này rất là hợp ý của anh. Cho nên anh vào lựa bắt về để nuôi. Thì bốn con bò này là bốn con bò VIP nhất của trại. Ngày hôm qua mình đã lên video và chia sẻ cho mọi người cùng thấy đấy. Bốn con bò rất là đẹp, đủ tiêu chuẩn để nuôi lên giống. Và hôm nay thì anh vào anh xem hết chuồng bò, anh lừa đi lừa lại. Thì anh cũng lừa và bắt bốn cái con bò đực này. Đấy. Thì bốn con bò này là giá là 91 triệu. Và bây giờ mình đang chở bò ra ngoài Thuận Bắc cho anh. Đấy. Đi ra ngoài Thuận Bắc thì cách khoảng hơn 20 cây số. Nhưng mà đi đường quốc lộ thì nó cũng rất là nhanh. Và bò về đến đã về đến nhà anh đây. Đấy. Có một cái bãi cỏ rất là rộng. Và về đến nơi thì ăn uống luôn. Đấy, bò rất là đẹp. Thả ra là kiếm cỏ lấy tự ăn. Đấy. Hiện tại thì trại còn mười mấy con bò nữa để nuôi lên vỗ thành thịt thôi nha. Đấy, thì toàn bò Ratman. Giá cũng vừa phải. 14 triệu, 16 triệu. Và một số cái con bò nhỏ, bò Lai Xin thì nằm 13, 13 năm một con nữa. Đấy, cho nên anh em nào thích thì cứ đến trại rồi xem bò. Rồi tham khảo giá cả từng con cho nó chi tiết nha. Đấy. Và đây còn một cái cặp mẹ con bò cái Thái nữa. Đấy. Anh em nào thích mẫu Thái thì có thể liên hệ coi cái bộ mẹ con này. Bộ mẹ con mới đẻ một cái con ngé cái đầu tiên thôi nha. Đấy, bò mới một đôi răng. Còn rất là tơ, đẻ lứa đầu. Thái rặc luôn. Đấy, các bạn có thể quan sát trên màn hình đấy. Nhưng mà nó hơi ốm do người ta nuôi không tốt. Và đây là cái con ngé cái con. Rất là đẹp. Cao, dài đòn. Bò màu tía mật. Và xoáy tích nghiêm, không có tì vết gì hết. Đấy, bò mẹ con này có giá là 32 triệu. Nếu như anh em nào thích thì có thể đến xem bò trực tiếp và mua bò. Giá cả còn thương lượng, bớt chút tiền xe cho anh em. Đấy. Rồi bây giờ là mình sẽ giới thiệu về cặp bò của dân. Thì hôm nay mình đến quay dùm, bán dùm cho anh Hoàng một con bò mẹ và một con bò cái tơ. Đấy. Thì bò rất là đẹp luôn nha mọi người. Nếu như mà ai quan tâm đang còn muốn mua bò cái về để gây giống thì hãy theo dõi video này và nếu nhắm thấy được thì có thể đến xem bò và mua bò. Thì anh Hoàng thì trước đây anh làm nhà máy gạo thì có nhiều thời gian chăm sóc bò, còn bây giờ anh đi làm thợ hồ rồi, anh cảm thấy là không có đủ thời gian để chăm sóc tốt cho bò nữa, cho nên là anh muốn bán cái một con bò mẹ và một con bò cái tơ khoảng 20 tháng. Còn con bò mẹ này thì cũng đẻ con và phối cách đây được khoảng 3 4 tháng gì đó rồi. Thì mời mời mọi người cùng xem chi tiết về hai con bò này. Thì đây là cái con cái tơ này. Đấy, rồi bên đó là con đực em. Và đây là con bò mẹ. Đấy. Con bò mẹ mới tách con ra này. Cho nên là sữa nó đang còn rất là sung luôn. Đấy, các bạn thấy đó. Bò mẹ này đẻ con rất là mát sữa. Đấy. Thì nếu như mà các bạn quan sát theo dõi kênh của Lộc thì cách đây khoảng 3 4 tháng gì đó mình có một đăng một cái video là vào phối cái con bò bò cái này cho anh Hoàng. Đấy. Thì đây là ba mẹ con bò cái của anh Hoàng luôn nha. Đấy.
Các bạn thấy đây. Thì bò này là hai con bò cái con này, con bò cái con này và con bò đực trong đó, thì đều là bò nhà Lộc phối và đẻ ra. Đấy. Thì cái này là cái mẹ là cái lai xin nha, nhưng mà khung tàng thì rất là to. Đấy. Nó đang nuôi con và con của nó cũng được 7-8 tháng rồi, nhưng mà nó vẫn đang còn cho con bú, cho nên là anh mới tách nó ra. Mặc dù là nuôi con 7-8 tháng nhưng mà nó vẫn giữ được cái cấp mình tương đối là mập, chứ cũng không đến nỗi là quá ốm. Đấy, các bạn thấy đấy. Dọc cái lùm sữa của nó cho mọi người xem đấy, không bự quá trời luôn đấy. Thì anh mới tách nó ra, tách không cho cái con bò con nó bú nữa. Thì đó là con bò mẹ nha. Bò này thì anh nói là đẻ được 4 lứa rồi ha. Đấy, thì cái này là xoáy lưng này đó. Rồi xoáy đầu này. Đấy. Nói chung là nghiêm chỉnh. Rồi đó là cái tổng thể cái con bò mẹ nha. Rồi bây giờ chúng ta qua xem này, con bò đực 8 tháng với lại con bò của cái tơ nha. Mình đi qua bên này, mình trèo qua. Đây là hai chị em mà của cái con mẹ đó nó đẻ ra đấy. Con đực này nó nằm khoảng 8 tháng nha, 8 tháng các bạn ạ. Nhưng mà to thôi rồi. Chân cẳng này. Đó, mông đùi khỏi chê luôn. Rồi đây là cái con cái tơ. Mình cũng không chắc là nó là 20 tháng hay là 18 tháng nữa. Đó. Nhưng mà hôm nay anh đi làm rồi cho nên mình vào mình quay không có anh, mình không có thể hỏi cho nó kỹ được. Mà cái này thì xoáy là đảm bảo 100%. Đó. Xoáy đầu này. Đấy. Cũng như là xoáy lưng là rất là đẹp luôn, đóng rất là chuẩn luôn. Các bạn khỏi chê luôn nha. Đấy, mình có sao mình nói vậy. Đó. Bò thì dày mình. Đó. Và bò tơ chuẩn bị lên giống nha các bạn. Đây. Nói chung là quá đẹp luôn. Nếu như bạn nào mà muốn gây giống mà kiếm được một con bò cái tơ như thế này để gây giống thì không có còn gì bằng nữa luôn á. Bò này là mẹ thì mặc dù là lai xin nhưng mà đã nhảy qua cái bò lai Redman nhà mình rồi nha. Đấy. Con này là con của con bò Red Anh. Con bò to không? Và nó hơi ngã cái u á. Nếu như mà các bạn xem kênh của mình thì chắc các bạn sẽ biết cái con bò ngã u đó. Hiện tại thì con bò đó mình đã bán rồi, cho nên không thể quay lại cho các bạn xem được. Con bò này thì nó cao tầm 1m3 mấy rồi nha. Đấy. 1m3 mấy rồi. Bò đóng bộ thùng rất là đã, rất là dày bò nha. Chân cẳng móng tròn đẹp. Các bạn có thể quan sát ấy, móng tròn đẹp. Đấy. Xoáy tích nghiêm và cái đấy, cái đuôi không, và những cái cần thiết nhất của một con bò cái sinh sản thì nó đều hội tụ đầy đủ hết ấy. Có thể nói là rất là đẹp và rất là đáng để mà mua để làm gây giống. Đấy. Đấy, các bạn coi xem cái con em của nó này. Con em của nó chỉ nằm tầm 7-8 tháng gì đó thôi nha. Đấy. Và mình nói là và nó đang còn bú mẹ. Đấy. Anh mới tách nó ra. Đấy. Chân cẳng thì to thôi rồi luôn. Đấy. Cấp mình thì dày. Con này thì con của con bò mốc anh nhà mình. Đấy. Bò mốc anh nó phối, nó để ra nó đây. Các bạn thấy không?
Nhìn rất là đẹp luôn. Đấy. Quá đẹp luôn. Đây, đây là hai chị em đó. À, và con mẹ. Thì anh kêu bán con mẹ này. Đấy. Kêu bán con mẹ này với lại con cái tơ này với giá là 48 triệu. Nếu như ai có nhu cầu mua bò về để gây giống sinh sản thì có thể liên hệ với số điện thoại mình găm trên màn hình. Rồi chi tiết để mua bò. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình ngày hôm nay. Đấy, để theo dõi được những video mới nhất thì mời mọi người sẽ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi được nhanh nhất. Và nếu như ai có muốn quay bán bò thì cũng có thể liên hệ với số điện thoại của mình trên video để mình tới quay bán giùm. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.